Ở uh, thị trường vàng thì sao? Anh chị em có thể nhận thấy rằng đó là gì ạ? Vàng sau khi break out cái mô hình uh, way pattern chúng ta thấy ở đây á thì vẫn đang duy trì cái động lực tăng khá là tốt Và nhìn biểu đồ này á thì mình có kỳ vọng có thể vàng sẽ quay trở lại kiểm chứng cái khu vực hỗ trợ uh, 2350 điểm này nếu như ở vùng này mà ngày hôm nay có thể xuất hiện được các cái tín hiệu mua lên, ví dụ như long pin bar hay là bullish engulfing ở tại đây á, thì chúng ta có thể sẽ tìm kiếm các cái cơ hội mua lên và cái target sẽ hướng về cái đỉnh cũ là 2.420 điểm đây nha.